Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Đăng Mạnh, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong thời lượng 10 phút của bản tin. Bản tin cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Sáng nay, đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã về trồng cây mùa xuân tại Hưng Yên. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên. Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Quý Mão năm 2023, các đồng chí lãnh đạo đã trồng hơn 130 cây hoa ban Tây Bắc trên tuyến đường DT384 nối giữa xã Phùng Hưng và xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu. Được biết, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ tại Hưng Yên luôn quan tâm tới việc trồng cây nhân dân, trồng đường hoa để thay đổi cảnh quan, làm sạch đẹp đường làng ngõ xóm. Qua đó, góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại Hưng Yên. Tiếp đó, đoàn đã dâng hương tại nhà thờ bà Hoàng Thị Loan, thôn Vân Nội, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, nhà lưu niệm lực lượng nữ du kích Hoàng Ngân và anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Vũ Thị Kính tại xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào, tặng quà cho các đảng viên cao tuổi đảng tại xã Hồng Tiến và tặng học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó, phụ nữ hoàn cảnh khó khăn. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị nghe các dự thảo, quy chế phối hợp trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng, ban hành hệ số K điều chỉnh giá đất để xác định tính thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh và các thành viên Ủy ban cơ bản nhất trí với hai nội dung trên. Đồng chí yêu cầu hai đơn vị chủ trì là Công an tỉnh và Sở Tài chính tiếp thu phối hợp bổ sung chỉnh sửa một số nội dung các ngành góp ý như việc thành lập quản lý và cơ chế hoạt động của việc thành lập quỹ giúp đỡ hỗ trợ các đối tượng tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí nhấn mạnh việc thực hiện đúng, nghiêm túc và phân định rõ giữa quy định phân cấp với ủy quyền trong xử lý công việc. Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 520 dự án đầu tư thứ cấp đăng ký còn hiệu lực, bao gồm 278 dự án có vốn đầu tư nước ngoài và 236 dự án có vốn đầu tư trong nước. Trong đó, khu công nghiệp Vôi Đối A hiện có số dự án đầu tư đăng ký lớn nhất với 213 dự án, tiếp đến là khu công nghiệp Thăng Long 2 với 104 dự án. Tháng 1 năm nay, đã có 5 doanh nghiệp đăng ký vào các khu công nghiệp với tổng nguồn vốn hơn 600 tỷ đồng và hơn 30 triệu đô la Mỹ. Khu công nghiệp Sạch tuy mới được khởi công cuối tháng 11 năm 2022, nhưng đã có 4 nhà đầu tư đăng ký vào với số vốn gần 14 triệu đô la Mỹ. Tổng diện tích đất công nghiệp thuê sử dụng của các dự án đầu tư thứ cấp còn hiệu lực theo đăng ký hơn 1.000 ha. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ban hành quyết định số 175 về việc phê duyệt đề án thu gom xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, từ năm 2023 đến năm 2025, ưu tiên tập trung đầu tư hệ thống thu gom xử lý nước thải ở những khu dân cư xả nước thải trực tiếp ra hệ thống Bắc Hưng Hải giai đoạn 2025-2030, triển khai thực hiện toàn tỉnh mô hình liên xã tập trung. Các dự án phải đầu tư hệ thống thoát nước mưa tách riêng thoát nước thải. Các xã nông thôn mới kiểu mẫu phải có công trình thu gom xử lý nước thải sinh hoạt. Các công trình được quy hoạch ở vị trí phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo vận hành ổn định, tính khuyến khích ưu tiên và hỗ trợ các đơn vị tư nhân đầu tư xây dựng vận hành công trình xử lý nước thải gắn với hoạt động cấp nước sạch tập trung. Phấn đấu đến năm 2030, 25% điểm dân cư nông thôn tập trung có hệ thống thu gom nước thải, 15% nước thải sinh hoạt được xử lý. Ngày 29 tháng 1, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên Móng Cái đã chính thức thông quan trở lại sau 7 ngày tạm dừng nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đã có 120 xe hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 và lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên. Cụ thể, tại lối mở cầu phao tạm km 3+4 Hải Yên có 115 xe hàng xuất khẩu sang Trung Quốc, gồm 90 xe hải sản tươi sống các loại, 24 xe hoa, một xe cá đông lạnh với tổng khối lượng gần 640 tấn hàng nông thủy sản. Đối với hàng nhập khẩu, có một container hàng tạp được các doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu về từ Trung Quốc. Còn tại cửa khẩu cầu Bắc Luân 2 có 4 container hàng linh kiện điện tử nhập khẩu. Tổng cục thống kê vừa cho biết, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1 này ước đạt 544.800 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và tăng 20% so với cùng kỳ năm trước.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 1 năm 2023 ước đạt 435.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hàng may mặc tăng 27%, đồ dùng dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 23,8%, lương thực thực phẩm tăng 18%. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1 năm 2023 ước đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 113% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương tăng mạnh, Hải Phòng tăng 540%, Đà Nẵng tăng 387%, Tiền Giang tăng 380,2%. Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ, Thủ trưởng Y tế các bộ, ngành về việc tăng cường phát hiện, thu dung, quản lý, điều trị ca bệnh COVID-19. Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện, viện có giường bệnh rà soát, đánh giá và tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch thu dung điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, phân công cụ thể tới từng đơn vị số giường bệnh COVID-19 để sẵn sàng thu dung điều trị người bệnh COVID-19 có chỉ định nhập viện theo nguyên tắc 4 tại chỗ. Các cơ sở y tế cần bố trí nhân lực để theo dõi, chăm sóc, điều trị người bệnh COVID-19 nhập viện để phát hiện sớm tình trạng chuyển nặng, xử trí kịp thời, hạn chế tử vong, rà soát và trang bị đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, oxy y tế, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu điều trị COVID-19 khi cần thiết. Các đơn vị tăng cường hội chẩn tại bệnh viện, hội chẩn với tuyến trên để xin ý kiến về chuyên môn, hạn chế tối đa việc chuyển người bệnh lên tuyến trên. Đối với các ca bệnh vượt quá khả năng chuyên môn, khi chuyển viện phải hội chẩn, liên hệ với bệnh viện tuyến trên trước khi chuyển và đảm bảo an toàn đối với người bệnh chuyển viện. Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ 20 tới 26 tháng 1, Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 21.990 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ. Trong đó, xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 17 trường hợp vi phạm chất ma túy. Toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người, bị thương 111 người. Bên cạnh đó, qua công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông đã trực tiếp và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 19 vụ phạm pháp hình sự, 31 nghi phạm bàn giao cho cơ quan điều tra xử lý. Bắt đầu từ ngày 30 tháng 1 này, Hàn Quốc chính thức bãi bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong hầu hết các không gian công cộng trong phòng kín, ngoại trừ các phương tiện giao thông công cộng và trong các cơ sở y tế. Như vậy, chính phủ Hàn Quốc đã chấm dứt quy định đeo khẩu trang được áp dụng suốt 27 tháng qua để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Người dân hoan nghênh quyết định trên và cho rằng đây là động thái cần thiết để khôi phục cuộc sống bình thường. Các hướng dẫn bắt buộc được duy trì ở những nơi dễ lây nhiễm như trên xe buýt, trong bệnh viện và viện dưỡng lão. Dù quy định đeo khẩu trang đã được dỡ bỏ, tuy nhiên trên thực tế thì nhiều người dân Hàn Quốc vẫn tiếp tục đeo khẩu trang vì cảm thấy như vậy an toàn hơn. Quan chức tỉnh Đông Nusa Tenggara của Indonesia cho hay, dịch tả lợn châu Phi dường như đã quay trở lại địa phương này khi có 256 con lợn chết với các biểu hiện đặc trưng của dịch bệnh nguy hiểm. Cơ quan dịch vụ chăn nuôi tỉnh trên cho hay họ đã ghi nhận 256 con lợn chết tại một địa phương trong tỉnh với các triệu chứng như sốt, giảm ăn, sụt cân, khó thở, đi lại khó khăn. Họ nghi ngờ các con lợn đã nhiễm virus gây bệnh tả lợn châu Phi. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, nhà chức trách đã cấp phát cho các hộ chăn nuôi gia súc gần 40.000 lít thuốc khử trùng, đồng thời cấm vận chuyển lợn bên trong cũng như ra ngoài địa bàn tỉnh. Mời quý vị tiếp tục chương trình với các thông tin khác. Tận dụng pin từ những chiếc laptop cũ đã hỏng, một giáo viên tại Kenya đang biến chúng thành pin sử dụng cho xe điện, không những giúp giảm chi phí vận hành xe mà còn bảo vệ môi trường. Giáo viên vật lý người Kenya Paul Wagweru chính là người đã nghĩ ra giải pháp sáng tạo, xuất phát từ chính những khó khăn của mình. Thay vì kết thúc vòng đời ở những bãi chôn lấp, những viên pin này đang được hồi sinh để cung cấp điện cho xe vận hành. Một lần sạc đầy pin có thể di chuyển được quãng đường lên tới 100 km. Ngành giao thông vận tải chiếm khoảng 1/4 lượng khí phát thải nhà kính liên quan đến nhiên liệu toàn cầu. Trong đó một nửa đến từ các phương tiện cá nhân, bao gồm cả xe khách và xe tải. Xe điện giúp giảm lượng ô nhiễm khổng lồ này và giảm ô nhiễm không khí độc hại do ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch thải ra. Tổng cục Du lịch Thái Lan vừa định hướng chiến lược năm 2023 với mục tiêu thu hút từ 25 tới 30 triệu lượt khách quốc tế. Theo chiến lược mới, cơ quan phụ trách du lịch Thái Lan sẽ sớm khởi động các sự kiện và lễ hội để thu hút du khách nhằm phù hợp với chủ trương quảng bá văn hóa Thái Lan ra quốc tế thông qua ẩm thực, phim ảnh, thời trang, võ thuật và lễ hội. Thái Lan được đánh giá là điểm đến ưa thích nhất tại Đông Nam Á với du khách đến từ Bắc Mỹ và châu Âu. Một cuộc khảo sát về các hoạt động yêu thích của du khách nước ngoài khi tới Thái Lan cho thấy hầu hết du khách thích ăn đồ Ấn Thái, đến các tiệm massage và spa, đi biển, tham quan các di tích lịch sử. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.